Đây để coi nào. Đây mọi người, thì hôm nay chúng tôi đã tiếp nhận hai mẹ con bé Khỉ nhá. Đây. Bởi nhìn rất là đáng thương và rất là tội nghiệp. Phải rất cẩn thận. Và nhìn vũ khí mà to như thế này thì đấy, được rồi nha. Cứ từ từ rồi mình lấy cái lông ra sau. Có cái đất ai da. Này Jimmy đang ăn nha. Còn mới có 1-2 răng á, chưa biết ăn á. Ricky không được nha, không được cậu em nha. Ricky ngoan, Ricky ngoan nha, Ricky ngoan. Đó, đây, cầm đi, cho cầm đi. Nào, được chưa? Người ta đang cho mình ăn mà. Chụp tay bọn mình cho mọi người. Chà chà. Cho ăn rau được cái gì? Cho ăn cái sổ rau rồi. Ui da. Đói lắm á. Như là chết đói đó hả? Sáng ăn bao nhiêu rồi? Coi Jimmy nhìn mẹ ông ấy có lẽ thèm đấy. Thank you.
Rồi mình sẽ có máy quét giò. Ví dụ mà ai mà bắt được bé dùng để mua bán á, yeah. Lâm nó sẽ có cái máy quét, quét yeah. ra là cái mã số của bé, là có chủ, có người quản lý rồi. Yeah. Nếu mà bắt được á là sẽ bị phạt á, nuôi yeah. nhốt, mua bán là sẽ bị phạt. Đó. 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 Nó cắn em rồi. Không sợ, không sợ, nó giữ một tay ở đây đây. Không, nó lúc đâu nó không vừa vậy thôi chứ lần sau nó không sợ. Chủ gán được chỗ này ngon này. Nhưng mà bây giờ bắt con trước ra. Đây kia, đây kia. Đây kia này nha. Tội nọ. Đó, bỏ ra đó. Từ đưa, 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 đây, đây. Nó cắn á. Nè, được chưa? Chặt nha. Không sao, không sao, không sao. Mọi người đang gắn chip cho mình nhá, để bảo vệ mình. Ok. Một rồi á. Ok. Từ. Bay nha. Ôi, yêu quá nhà. Ôi, ngón tay này tội này, ngón tay này bị đứt một đoạn này, nên ra là đó cầm nắm rất khó khăn này. Lâm sẽ giải đều ruột liên nha, chứ ruột lăn lòng đấy. Còn mua cái cổ nó khá là sử dụng một sợi dây để mà giữ cổ định Lily. Cho Lily khỏi chạy nha. Bây giờ thì mọi người đang cổ để mà đưa Lily ra khỏi lông nhá. Thả xuống. Jimmy ơi, về rừng nha. Cái này người ta cứu hộ được người ta.
Đi nào, đi nào. Đi rồi. Đâu rồi? Đang kia rồi.